Ngày 11 tháng 11 năm 2023, đồng chí Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố và Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an thành phố, ký kết quy chế phối hợp giữa hai đơn vị trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Tham dự lễ ký kết có đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy thành phố. Chương trình phối hợp giữa Công an thành phố và Liên đoàn Lao động thành phố nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động, an ninh và xây dựng môi trường lao động an toàn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình còn tăng cường tính thống nhất, toàn diện, đồng bộ trong công tác phối hợp về bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội thuộc lĩnh vực công đoàn trên địa bàn thành phố.